信念沿路带领，从迷雾里找光明，步入最黑暗路程，人都没有身影，寻遍现场没见证，全凭直觉做反应，专心细意去聆听梦像眼睛。凡人用双眼如何望见，心眼无从受骗，真相困于光源背面，害怕一串挂念成为弱点，才伸手去剪，围城内失神仍能遇见，感觉原来未变，还有另外苦也是甜，别怕有些眼泪模糊视线，情怀原是当天尘埃未掩。Em có thể ra tòa làm chứng giùm anh, nhưng mà anh phải nhận em làm đệ tử. Má cô đã uổng công nuôi cô mười mấy 20 năm, sao cô không chết đi? Kha Du Lâm giết bốn chữ này chỉ là đồng phạm, bà là má của cổ mới là chủ mưu. Luôn cả con bà có khuynh hướng tự tử bà cũng không hề biết. Thật trong công luận trên mạng có thể tạo ra tổn thương cỡ nào đối với một người? Một người đã hôn mê bất tỉnh cũng triệu tập tới tòa sao? Thân chủ của tôi vẫn là một người có nhịp tim, có sinh mạng, đồng thời cổ còn là nhân chứng quan trọng của vụ án lần này nữa. Thi Hàm, bây giờ tôi bắt đầu đặt câu hỏi. Trần Thi Hàm, bây giờ cô hãy tưởng tượng mình đang tham gia một cuộc thi quần vợt. Cô chuẩn bị phát bóng. Tay trái của cô cầm trái banh, tay phải cầm cây vợt. Bước thứ nhất, cô tung trái banh lên không trung. Sau đó tưởng tượng trái banh đó đang ở điểm cao nhất của không trung rơi xuống. Bước thứ hai là tận dụng cây vợt trên tay phải của cô để ở vị trí thích hợp. Sau cùng, đó là bước thứ ba. Đánh nó đi. Thi Hàm, chúng ta thử lại một lần nữa. 1, 2, 3. Chúng ta thử lại một lần nữa. Khu vực phản ứng. Có phản ứng. Trước đó là màu trắng đen, bây giờ thành màu đỏ. Thi Hàm, chúng ta tiếp tục thử nghiệm tiếp theo. Bây giờ tưởng tượng cô có thể tự dựng bệnh ngồi dậy. Bên tay trái của cô có một chiếc ghế. Cô phải đi 3 bước mới có thể đi tới chiếc ghế đó để mà ngồi xuống. Nè, cô bước xuống đi. Đi bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba. Ngồi xuống nào. 1, 2, 3. Khu vực phản ứng. Cũng có phản ứng. Lần này là màu xanh. Màu đỏ và màu xanh là hoạt động khác nhau của não bộ. Làm sao có thể chứng minh được nguyên cáo, có thể làm chứng cứ? Luật sư nguyên cáo, anh cần phải giải thích rõ ràng. Xin lỗi thưa quý tòa, về phần này cần giao lại cho trợ lý của tôi hỗ trợ giải thích. Đây là kỹ thuật mới nhất trong phòng thí nghiệm Flores của Đại học Leeds, nước Bỉ. Thông qua kỹ thuật MRI, chúng ta có thể trắc nghiệm được phản ứng tế bào não của nạn nhân hôn mê, để chẩn đoán thực ra họ có ý thức tiềm ẩn hay là không. Nói một cách đơn giản, đánh quần vợt là động tác tưởng tượng, phụ trách kế hoạch động tác là vỏ não vận động. Chúng ta dùng màu đỏ để đánh dấu hoạt động của nó. Còn đi bộ là không gian tưởng tượng, phụ trách vị trí không gian là thùy đỉnh. Chúng ta dùng màu xanh để đánh dấu. Cho nên chúng ta sử dụng hoạt động não bộ của cả hai khu vực này làm công cụ trả lời câu hỏi của thân chủ của tôi. Nếu như cô muốn biểu đạt đồng ý thì tưởng tượng đi bộ, tức là màu xanh. Nếu cô muốn biểu đạt phản đối thì tưởng tượng đánh quần vợt, tức là màu đỏ. Nè Thi Hàm, chúng ta thử làm trắc nghiệm. Bây giờ cô muốn biểu đạt sự đồng ý thì đi bộ. Là màu xanh. Yes. Thi Hàm, cô có nhớ má của cô không? Màu xanh, cô có. Thi Hàm, nếu như Kha Vũ Lâm làm đám cưới, cô có tức giận hay không? Màu đỏ. Không, cô nói không tức giận. Rõ ràng luật sư nguyên cáo đang tự mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu như Trần Thi Hàm yêu bị cáo sâu sắc, người yêu sắp đám cưới, cô dâu không phải là cổ, lý do gì không tức giận? Yêu là nhẫn nại vĩnh hằng, lại có dịu dàng. Yêu là mãi không ngừng nghỉ. Luật sư nguyên cáo, anh không cần phát biểu quan niệm tình yêu cá nhân ở đây, mà anh tiếp tục trần thuật vụ án. Thưa quý tòa, điều tôi muốn nói là khi chúng ta yêu đến mức cực độ nào đó thì sẽ cống hiến vô tư. Tại sao thân chủ của tôi không thể vì bị cáo tìm được hạnh phúc nên cảm thấy vui mừng chứ? Để Trần Thi Hàm, nếu Kha Vũ Lâm làm đám cưới, cô có chúc phúc cho họ hay không? Màu xanh, cô nói có. Trần Thi Hàm, Kha Vũ Lâm nói cô là kỹ nữ tham tiền, đã là nể mặt cô lắm rồi. Anh ta nói cô luôn cả kỹ nữ cũng không bằng, cô có tức giận hay không? Tức giận. Màu xanh. Phản đối thưa quý tòa, Trần Thi Hàm chỉ có phản ứng với những sự vật xung quanh, không thể dùng làm lời khai hữu hiệu. Sự thật đã phơi bày ngay trước mắt rồi, rõ ràng Trần Thi Hàm đã thông qua ý thức tiềm ẩn để mà cho lời khai.
Cho dù thật sự có ý thức tiềm ẩn, luật sư nguyên cáo cũng không thể đặt câu hỏi đối với cổ. Tại sao không thể chứ? Yes và no đã đủ để làm chứng rồi. Vậy còn tuyên thệ? Thực tế Trần Thị Hàm không có. Thưa quý tòa, nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân đang dao động quá lớn, tạm thời không thể tiếp tục chất vấn. Do tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không ổn định, bổn tòa tuyên bố hôm nay tạm ngưng làm chứng, ngày mai tiếp tục. Chào bà Lê. Sao cậu có điện thoại của tôi vậy? Yên tâm, chúng tôi không có ác ý. Chào bà Lê. Tôi biết ông, ông là người của luật sư đối phương. Ê, bà đừng nên hiểu lầm. Phải rồi, tôi là sư phụ của luật sư Thiệu, nhưng mà vụ án này thì tôi không hề tham gia. Tôi chỉ muốn giúp bà thôi. Nè, bà thử coi cái này đi. Chúng ta lên xe từ từ nói nghe. Bà Lê đã lên xe của Giảng Thiệu Quang. Đi theo. Nè. Ê, lúc nãy bà Lê đã lên xe của Giảng Thiệu Quang rồi. Hả? Tôi đuổi theo. À, lại bỏ rồi tôi. Giảng Thiệu Quang, lần trước ông nói là không nhúng tay vào vụ án lần này, nhưng bây giờ ông lại tự ý tiếp xúc với thân chủ của tôi. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Tôi chỉ là tiện đường chở người bạn đi thôi. Hơn nữa, vụ án đó của cậu không có liên quan gì tới tôi. Có phải là bây giờ tôi muốn tiễn ai, không tiễn ai cũng phải được cậu cho phép không? Suốt bao nhiêu năm qua, ông vẫn còn thích chơi trò chơi dùng xám như vậy. Nếu có thể tận dụng dùng xám thật tốt mới là luật sư giỏi đó. Bà Lê, thật ra người này đã nói gì với bà? Nè, có luật sư Văn ở đây, bà không cần phải sợ. Không có, thật sự không có. Chẳng qua ông Giảng muốn đưa tôi tới trạm tàu điện ngầm. Gặp được hai người ở đây cũng tốt. Tôi có chuyện muốn nói. Luật sư Giang, vụ kiện này tôi không muốn tiếp tục tranh luận nữa. Phiền cậu rút đơn kiện giùm tôi. Bà Lê à, bây giờ họ không cho tôi tuyển bạn, lần sau mới tính hả? Ông ta nói gì với bà? Thật sự bà không cần sợ. Không có, thật sự không có nói gì hết. Cậu tin tôi đi. Vụ án này kéo dài tới hôm nay, cuối cùng chúng ta có thể chứng minh cho quan tòa và bồi thẩm đoàn thấy, thì ra Thi Hàm có thể bước ra làm chứng. Chúng ta không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, bà có hiểu hay không hả? Thi Hàm đã thê thảm lắm rồi, hai người có biết không? Tôi không muốn nhìn thấy ngày nào nó cũng bị nhiều người trên mạng chửi. Hai người có hiểu tấm lòng của người mẹ như tôi không? Hai người cứ coi như kẻ làm mẹ này làm sai quấy là lỗi của tôi, có được không? Thật ra kẻ cần phải cảm thấy ân hận và xấu hổ là tôi. Cậu có biết không? Chuyện này đã xảy ra rồi, không thể truy cứu nữa. Bây giờ tôi chỉ hy vọng cuộc sống sau này có thể cùng với Thi Hàm của tôi sinh sống đàng hoàng. Tôi xin hai người làm ơn đi. Làm ơn đi. Làm ơn đi. Làm ơn đi mà. Cảm ơn. Không có gì. Chị Điêu, thật ra tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi như vậy, nhưng tôi thật sự không muốn lãng phí thời gian của mọi người nữa. Tôi không muốn tiếp tục theo vụ kiện này. Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung cố gắng chăm sóc cho Thi Hàm. Tôi hiểu bà. Có cha mẹ nào mà không lo cho con của mình đâu chứ. Nhưng tôi tới là có chuyện muốn nói với bà đó. Nó đã nói gì? Cô đã nói hai chữ: cứu tôi. Lúc đó tôi suy nghĩ, tại sao cô lại nói như vậy? Có khi nào giây phút khi cô bước tới, cô đã rất hối hận, thực tế không muốn chết không? Bây giờ Thi Hàm đang ở trong bệnh viện chiến đấu với thần chết. Chúng ta càng không thể bỏ rơi cổ. Bà có biết không? Có thể khi tỉnh lại, điều đầu tiên mà cô muốn nhìn thấy chính là bà đòi lại công bằng cho cổ.
bà tin hiệp sĩ mù đi, anh ấy nhất định có thể giúp bà mà. Đừng có bỏ cuộc. Bà Lê, bà đừng nghe lời cô nói. Thực tế con của bà không nói gì hết. Chị đi, trách nhiệm của chị là cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng, chứ không phải là dựng chuyện ở đây đâu. Bây giờ cái gì chứ? Tôi không muốn ăn chưa cãi đã thua, bị người ta dùng chiêu độc hạ gục thôi. Tức là những gì lúc nãy cô nói hoàn toàn là giả sao? Tôi làm luật sư, tôi có nguyên tắc của tôi. Dựa trên giới thì được, nhưng mà vi phạm nguyên tắc chuyên môn thì không được. Tôi sẽ không hợp tác với loại trợ lý này. Mặc kệ anh thích nói gì thì nói, từ nay đừng có hợp tác nữa. Nè Sanh, để cổ đi chứ. Cổ đã làm sai thật mà. Anh đã chửi cổ bỏ đi là anh sai. Dino, Dino. Nè, tôi nghĩ ra rồi. Chúng ta tự mình làm đi. Cô làm luật sư, tôi làm trợ lý, đối đầu với ảnh có được không? Anh nói gì vậy? Chúng ta là tam kiếm hiệp mà, đối đầu với ai chứ? Nè, anh chửi cô nên tôi giận thôi. Ê, anh chạy theo tôi để làm gì? Anh mau quay lại coi chừng nào anh đi. Sao có thể bỏ mặc một mình ảnh được chứ? Thôi anh đi đi. Nè, nói thật hoài đó. À, tự mình làm cái gì? Nè. Người đuổi mặt trăng 2. Cô gái đó xấu quá. Ông Pau 2. Cô gái đó tên Trần Thi Hàm, là hàng xóm của em họ tôi. Ma phục địa 2. Ông già mới chịu để mắt tới. Lady Yu 2. Thân hình cũng tầm thường thôi, đâu có đứa kỹ nữ giỏi nào lắm. Như vậy anh đúng là có thể coi như không xảy ra chuyện gì hết. Nè, cãi thắng một vụ cãi nhau, thua một người trợ lý có đáng không? Anh có biết sau khi Dino bị anh chửi bỏ đi, còn kêu tôi mau chóng quay lại coi chừng anh, anh nói cổ có tốt không? Nè, nếu như anh còn nhân tính thì mau nói tiếng xin lỗi cổ đi, được không? Được rồi, anh cho tôi nghe thêm đi đã. Chim non bị tổn thương 2. Mắt của cô có đứa con như vậy, có lẽ cũng xấu hổ. Má cô cũng không nuôi con mười mấy 20 năm. Má của cô có đứa con như vậy, có lẽ cũng xấu hổ. Má ơi, con xin lỗi má. Tại đứa con này làm cho má không còn mặt mũi nào ra đường gặp ai. Con mãi mãi ghi nhớ má là người mẹ tốt nhất. Nè, đừng mà. Bà Lê à, đừng mà. Bà Lê. Tại tôi hại nó. Tôi không muốn nhìn thấy ngày nào nó cũng bị nhiều người trên mạng chửi. Hai người có hiểu tấm lòng người mẹ như tôi không? Hai người cứ coi như kẻ làm mẹ làm sai quấy là lỗi của tôi được không? Thật ra kẻ cần phải cảm thấy ân hận và xấu hổ là tôi. Tôi đã biết Giảng Thiệu Hoàng đã nói gì với Lê Mỹ Nguyệt rồi. Luật sư Văn, trước khi ra tòa, thầy Giảng muốn gặp anh nói vài câu. Suốt ngày tôi kiếm chuyện nói dốc, rảnh lắm sao? Cô lên trển trước đi. Anh tự mình cẩn thận đó. Còn mấy tiếng nữa mới bắt đầu, cậu tới sớm như vậy có phải là định quy bà Lê thay đổi ý định hay không? Ông sớm hơn tôi rất nhiều đó. Tôi tin chắc cậu đã đoán được tôi nói gì với bà ta rồi. Tôi đã nghe lại rất nhiều lần những tin nhắn ở trên diễn đàn. Tôi phát hiện có một câu không phải là tin nhắn của dân mạng gì hết. Tôi đoán sau khi bà Lê và con của bà cãi nhau xong đã nhất thời nóng giận để lại tin nhắn này. Thật ra nhà này có gì mà không thể cho con chứ? Con lại đi học làm kỹ nữ. Làm kỹ nữ cái gì, khó nghe quá đi. Con làm bạn gái của người ta có tính phí thôi, bình thường má cũng đâu có lo cho con. Con có coi má là má của con hay không? Con có hay không? Má của cô có đứa con như vậy, có lẽ cũng xấu hổ. Má cô uổng công nuôi con mười mấy 20 năm, cô không chết cũng vô ích. Tôi đã ghi lại hai câu tin nhắn trên mạng mà lúc nãy bà Lê đã nói vào đây. Cậu mau chóng điều tra giùm tôi có ai tung lên mạng. Đúng vậy, tôi đã để ý bà ta ngay lúc đó, nhưng tôi không giống như cậu đã nghĩ như vậy đâu. Chuẩn bị lợi dụng hai tin nhắn trên mạng đó uy hiếp bà ta. Trái lại, tôi muốn giúp bà ta. Chỉ cần bà ta chịu rút lại cáo trạng, Eva sẽ cho bà ta 5 triệu tiền trợ cấp, với lại toàn bộ chi phí điều trị sau này của Thi Hàm. Trên đời này không phải có tiền thì có thể giải quyết hết tất cả mọi vấn đề đâu. Tôi biết cậu tuyệt đối không vì lợi ích hy sinh công lý, nhưng cậu phải biết lần này đối thủ của cậu là Eva. Cậu cũng là đệ tử của tôi, tôi biết rất rõ tính cách của cậu. Cậu vì muốn chiến thắng cậu một cách triệt để, không ngờ cậu đã đi học làm một người mù đó. Cậu muốn thâm nhập dùng góc độ của cậu để suy nghĩ. Những thông tin cậu nắm bắt được tôi cũng có thể nắm bắt được. Tôi tin chắc Eva cũng có thể tìm được. Cậu có thể đoán thử trong phiên xử tiếp Eva có chiến lược gì mới hay không. Cậu có suy nghĩ cái gọi là chứng cứ mà cậu đưa ra là tốt hay xấu đối với thân chủ của cậu không? Nếu để Trần Thi Hàm
nghe má cổ chửi lại cổ lần nữa, cổ sẽ thế nào? Luật sư nguyên cáo, mời anh tiếp tục. Thưa quý tòa, bên công tố quyết định rút lại cáo trạng. Sao lại như vậy? Là sư phụ. Có phải bên công biện đã đạt được tiếng nói chung trong chuyện hòa giải không? Có rồi. Phải. Có thể hòa giải cũng là một điều đáng mừng. Luật sư hai bên còn gì cần bổ sung không? Tôi còn vài câu hỏi muốn hỏi Khai Vũ Lâm, chủ yếu là chấm dứt những lo lắng của Lê Mỹ Nguyệt, má của thân chủ của tôi. Khai Vũ Lâm, anh còn nhớ anh mua túi sách tặng cho Trần Thi Hàm vào ngày nào hay không hả? Không nhớ hả? Hai tờ này là biên lai mua túi sách. Thời gian ghi ở trên đó là vào ngày 16 tháng 5, đúng vào ngày sinh nhật của Trần Thi Hàm. Nếu như anh chỉ coi cổ là bạn gái tính theo giờ, túi sách đó chỉ là món thù lao, tại sao lại chọn ngày đặc biệt như vậy để mà tặng cho cổ kia chứ? Anh không cần trả lời tôi, vụ án này đã kết thúc rồi. Anh cũng không cần chịu bất cứ trách nhiệm luật pháp gì. Bắt đầu từ ngày đệ đơn, bên công tố yêu cầu mức bồi thường 100 triệu với lại một câu tôi xin lỗi. Thật ra cái mà bà Lê muốn nhất chính là cái gì? Băng Tâm từng nói, trên đời này không có hai thứ nào hoàn toàn giống như nhau cả. Cho dù là hai cọng tóc ở trên đầu cũng không thể nào có độ dài giống nhau được. Nhưng chỉ có tình mẹ trên đời này, cho dù là cân đo đong đếm hoặc ẩn hoặc hiện, cũng đều là hy sinh vô tư. Nói một câu khù là một chút. Trên đời này thiếu gì đàn ông chứ? Nhưng má thì chỉ có một thôi. Nếu gia đình là một nơi đi trú bảo, má chính là gốc rễ của nơi đi trú bảo này. Chuyện nào Trần Thi Hàm tỉnh lại không ai biết. Thật ra cô đã tự tử là vì cái gì? Bởi vì thất tình, bởi vì ức hiếp ở trên mạng, không ai biết. Nhưng mà chuyện này không thể nào thay đổi được nữa. Một câu tôi xin lỗi thật sự khó nói ra tới vậy hay sao? Phong phá chỉ si phun lò, phong phá giá si lãng mò. Sợi ngôi nị, sợi hù nị chỉ si mình bà. Sợi hô trời mình thiên đi. Dự án phỉ báng có mức yêu cầu bồi thường cao nhất từ xưa đến nay ở Hồng Kông cuối cùng cũng kết thúc. Cuối cùng đôi bên cũng đạt được hòa giải, rút lại cáo trạng. Bắt đầu từ lúc đệ đơn, bên nguyên cáo yêu cầu bồi thường 100 triệu và một câu tôi xin lỗi. Luật sư Giang, nợ ông một tô mì bò kho. Cũng phải thôi, dám chơi dám chịu mà. Đúng vậy, trong vụ kiện này ông đã chiến thắng, nhưng mà trong công lý tôi không hề thua cuộc. Tổn thương sâu sắc nhất không phải là trăm ngàn lời nói của người lạ, mà là một câu nói của người thân. Xưa nay 100 triệu đó chỉ là chiến lược của tôi mà thôi. Cái tôi muốn có nhất đó chính là ba chữ tôi xin lỗi. Bởi vì câu xin lỗi chân thành nhất mới có thể hóa giải khúc mắc trong lòng của mọi người. Xin lỗi. Thì ra Thi Hàm tự tử là vì má của cổ. Người mà hiệp sĩ mù ám chỉ phải nói câu xin lỗi ở tòa không phải là gã bác sĩ đó, là Lê Mỹ Nguyệt. Xin lỗi con. Xin lỗi con. Xin lỗi con. Ý cậu muốn nói chỉ cần có người nói ba chữ xin lỗi này thì vụ kiện coi như đã thắng rồi.
Sai. Thắng tức là thua, thắng thua không có điểm trung gian. Tôi không cần tất cả mọi người hiểu tôi đâu. Thế tôi nợ ông, tôi nhất định trả. Tự nhiên. Ngây thơ. Kiện tụng tôi chỉ thích thắng thôi. Lần này đối đầu với hiệp sĩ mù, xét kết quả đúng là tôi đã thắng, nhưng không hiểu tại sao tôi cứ cảm thấy tôi đã thua rồi. Bởi vì những gì hiệp sĩ mù nói toàn là chân lý. Cô cười cái gì? Tôi nói cô biết, đừng bao giờ tỏ vẻ đắc thắng như vậy. Cô yêu hiệp sĩ mù. Sao cô biết? Hôm đó tôi và anh ở trong phòng khách sạn ngủ qua đêm. Cô căng thẳng như vậy. Cô và anh có lần nào như vậy chưa? Tôi muốn, nhưng tôi không có. Tôi chỉ từng trốn dưới gầm giường, nghe được ảnh và một người khác. Thảm vậy sao? Chúng ta là phụ nữ, hiểu mà. Nhưng hiệp sĩ mù chưa từng làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì hiệp sĩ mù là một người rất trọng tình nghĩa. Ảnh là tuyệt nhất. Đó là do cô gái đó không có bản lĩnh thôi. Tôi cấm cô nói never như vậy. Mặt của cô có âm mưu lắm. Tôi đi toilet, cô đợi tôi. Cô đợi tôi nha. Xấu nhiều quá vậy? Anh tìm chị điên sao? Phải. Dù kiện tụng hôm nay, tôi nhận tôi đã thua anh. Thắng cũng được, thua cũng được, quan trọng là giúp được khách hàng thôi. Đi theo tôi. Đi đâu? Cô đưa tôi tới đây làm gì? Muốn khiêu vũ với anh. I've been pulled down to the deep, given skies that will never heal, but I'm gonna make it home. I can build up thicker skin, fix the seams on tight wings with time. I learned to fly through the shadows. I will rise. I will speak my mind. I will win a fight. I will face my fears. I will be the light. This heart will mend, won't break, won't bend. I'll be stronger in the end. Chúng ta tới khách sạn lần trước đã tới được không? Khuya rồi, đi trước đi. Tôi muốn đổi hết sàn nhà thành đá cẩm thạch. Với lại dây dáng từ này tôi muốn đổi thành loại của Ý. Chào Út Lâm. Nhóc con như cô tới đây làm gì chứ? Cô ý cái gì hả? Cô vô đây làm gì vậy? Trời ơi, còn dẫn theo bốn gã này tới, cô làm gì vậy? Lúc nãy chị lao công đã cho tôi vô thôi. Hai người về trước đi. Cũng được. Họ là nhà thiết kế và công nhân sửa chữa do tôi mời tới, giúp tôi sửa sang chỗ này. Còn cô nữa,
phải đổi cách nói rồi. Cô quên mất rồi sao? Tôi là đệ tử của đại luật sư Giang Thân Hiệp Quách Lâm. Cô làm ơn, ở đây có đại luật sư Giang Thân Hiệp, nhưng ở đây không có ai là sư phụ của cô hết. Chẳng phải lần trước đã nói rõ, nếu em chịu ra tòa làm chứng, anh sẽ nhận em làm đệ tử. Chẳng phải lần trước đã nói rõ, chỉ giới hạn trong một ngày. Với lại, nếu cô đi theo ảnh, có thể sẽ không có lương bất cứ lúc nào. Em đâu có kêu anh phải trả lương cho em. Đối với em mà nói, trước giờ tiền không phải là vấn đề. Tòa nhà này cũng là tài sản dưới trướng công ty của ba em. Nếu em vô đây làm, có thể bàn về chuyện giảm tiền thuê cho anh. Quán nghìn cô. Hiệp sĩ mù à, quá nghinh gọi cái gì chứ? Con nhóc này chỉ là nắng vừa thất thường thôi. Cô chỉ mê danh tiếng của anh thôi. Hôm nay tôi sẽ đặc biệt danh cho cô sư muội. Anh định sửa lại như thế nào? Dạ, tôi nghĩ là không cần phải sửa lại đâu. Ấy, nè, nè, nè. Google, anh đừng nói lại thất hứa với tôi nha. Anh còn nợ tôi một bữa đó. Thôi được, thôi được. À, lát nữa gặp. Lên xe nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa sẽ có người tới thay ca, chúng ta có thể thu đòi. Theo dõi suốt cả ngày cũng không có động tĩnh gì. Sợ gì? Thả dây dài, câu cá lớn chứ gì. Ông Hoàng, hàng sắp tới rồi, sắp tới rồi. Nguy hiểm! Tránh ra! Tránh ra, tránh ra! Tránh ra, tránh ra! Tránh ra, tránh ra! Cẩn thận! Bác à, bác à, ráng lên đi. Bác tên là gì? Tôi đừng mà, không có gì đâu, không có gì đâu. Alo, Kim Kim Kim, tai nạn giao thông, nạn nhân là đàn ông vẫn còn tỉnh. Ở đây là khu công nghiệp Quả Thắng. Không sao đâu, đừng mà, đừng mà. Không ngờ thầy giảng lại hối hả bay về Anh Quốc. Hồng Kông Anh Quốc đều kiêm nhiệm là vậy đó. Lần trước còn nói muốn tập trung về học ở Anh Quốc. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ thầy muốn quay về Hồng Kông để hành nghề rồi. Có phải vì Giang Thân Hiệp đó không? Tôi cũng không biết thầy có dự tính gì. Tôi chỉ biết mấy hôm trước thầy từng tiếp xúc với Sở Tư pháp và vài đại luật sư cao cấp. Có thể thầy đang dự tính chuyện gì đó. Trời ơi, đệ tử của anh kìa, y như Quan Âm hạ phàm vậy, dẫn theo cả đám lính. Nhóc con này định làm gì vậy? Sư phụ, em dẫn đám bạn của em tới đây. Gia đình của họ đều là làm ăn, công ty có rất nhiều chuyện luật pháp cần tìm người hỗ trợ xử lý. Anh coi chuyện nào thích hợp với anh? Tôi sư dân, tự nhiên chọn đi. Công ty chúng tôi có một số trường hợp trong cài dòi anh. Những hồ sơ này anh mang về đi. Bố thí sao? Nghe có vẻ là có nhiều thùng lắm đó. Cũng được mấy thùng. Nè, hay là nói về, tức là hiệp sĩ mù đỉnh đỉnh đại danh của chúng tôi không phải vụ gì cũng nhận đâu, có phải vậy không? Rồi, không phải chứ, là công ty lớn đó nha. À, có bộ lần này chỉ cần qua đại dạy vụ cũng có thể hưởng dài dài, lần này sướng hơn cả đi luôn đúng. Hay lắm sư muội, luôn cả công việc của Dino cũng kim luôn, giỏi lắm, giỏi lắm. San Diego phải không? Sao hả? Anh buông ra đi được không? Anh chỉ là thám tử thôi, không phải vụ nào hiệp sĩ mù cũng nhận đâu. Công ty này, công ty bóc lột. Còn cái này là cái gì hả? Bạn đãi nhân viên. Những hồ sơ này tôi mang tới cho sư phụ coi, không phải đem tới cho cô Quan đâu. Vụ nào của ảnh cũng qua tay tôi. Tôi là trợ lý duy nhất được hiệp sĩ mù tin tưởng đó. À, trợ lý thôi phải không? Vậy cô làm ơn đừng làm như bản thân mình là sư mẫu vậy. Phải, tôi là trợ lý, nhưng nay mai sẽ làm sư mẫu thôi. Quan hệ giữa tôi và hiệp sĩ mù không đơn giản là trợ lý và luật sư đâu. Cổ, chúng tôi làm đã làm cộng tác với nhau, cũng hiểu không? Hồi nào còn có rất vậy? Nhiều niềm tin đó, rất là nhiều tình yêu đó, biết không hả? Im lặng, mở tiếng lớn hơn một chút. Nè, đem cái máy qua đây.
Dạ. Sau đây tin tức mới nhất. Có tìm hôm một thân phận hồi nào vậy? Cái gì vậy? Tài sản, nhưng có một nhân viên trong tiệm không kiểm soát được hành vi. Hiện giờ cảnh sát đang thuyết phục tại anh ta. Tại sao cô Dinh lại đến đây giành tiệm của tôi chứ? Cô là đồ hèn hả? À? Tại sao lúc đầu cô muốn cướp tiệm của tôi? Tôi muốn liều mạng với mấy người. Anh à, bỏ hộp quẹt xuống trước đi, có gì từ từ nói. Không được đâu. Tiệm này là của tôi mà. Tại sao nhất định bắt tôi đi chứ? Tôi không muốn đi, tôi muốn liều mạng với mấy người. Các người bắt cho người bắt anh ta đi. Các người không tin tôi liều mạng với các người. Thả tôi ra đi. Đưa tôi tới sở cảnh sát Bảo Linh. Anh ráng chịu thêm một chút đi. Bây giờ tôi đang làm thủ tục bảo lãnh trên. Cảm ơn anh luật sư Giang. Tôi có thể nhờ anh thêm một chuyện nữa được hay không vậy? Có thể đòi lại tiệm đó giùm tôi không? Anh cứ nói thử đi. Nè, nếu anh ủng hộ Câu Ký mấy lâu rồi, anh cũng biết Câu Ký là tâm huyết của bác Câu. Từ khi tôi làm con nuôi của bác Câu tới bây giờ, thiệt tình mười mấy năm qua tôi thật sự bán thân bán mạng cũng chỉ vì tiệm mì thôi. Tôi tự nói với mình, lần này cho dù tôi chết á, tôi cũng phải liều mạng với người đàn bà đó. Bởi vì tôi thật sự không thể quanh tay đứng nhìn Câu Ký đưa vào tay người đàn bà không rõ lai lịch đó. Sao nói là không rõ lai lịch chứ? Là vậy. Thật ra thỉnh thoảng tôi có tới nhìn Dương Lão thăm bác Câu. Độ khoảng 2 tháng trước á, không biết bác Câu đã quen được một cô gái làm người mẫu gì đó từ nước ngoài về. Từ đó về sau á, bác giống như bị người ta chú thuốc mê gì đó. Tính tình của bác hoàn toàn thay đổi à. Ba ơi. Tới rồi sao? Từ nay anh không cần mang cơm cho bác Khâu nữa. Chuyện ăn uống đi lại của bác tôi sẽ lo liệu. Anh cũng không cần phí thời gian giả bộ tốt bụng nữa. Bà nói vậy tức là sao? Tức là những gì anh đang nghe tôi nói. Con thật sự không phải muốn giả bộ tốt bụng gì. Tôi thấy cô bám theo bác Khâu á, không biết có dụng ý gì thì đúng hơn đó. Thì là cô muốn cái gì cô nói đi. Bác nói anh ta đi. Mỗi người nhịn một câu đi. Gia Huy nói cũng đúng. Con cứ suốt ngày tới thăm ba như vậy cũng vô ích thôi. Con chỉ bằng con dành thêm thời gian quản lý Khâu Ký giùm ba còn hay hơn. Ai sáng mắt cũng biết người đàn bà đó chỉ thăm tiền của bác Khâu thôi à. Nè, cô có phải vì tiền hay không cũng được. Anh phải biết, chỉ cần bác Khâu cam tâm tình nguyện giao hết toàn bộ tài sản cho cổ, vậy thì cổ sẽ là người kế thừa di sản hợp pháp rồi. Tôi biết tờ di chúc của bác Khâu á nằm trong tay người đàn bà đó. Như thật ra tôi cũng có một tờ di chúc. 5 năm trước á, bác Khâu thấy thằng con tệ bạc bỏ nhà đi, hoàn toàn không có tung tích. Bác biết trước thằng quỷ đó sẽ không có về để tang cho bác đâu. Bác rất lo lắng sẽ không quản lý Khâu Ký, cho nên đã nhờ đám hương thân tới từ đường ở trong thôn á lập một tờ di chúc. Tờ di chúc đó ghi rõ sau này giao Khâu Ký lại cho tôi. Nè, tờ này là di chúc của ba. Khâu Diệu Hưng này không có con cháu, tiền cũng không có nhiều, chỉ có tiệm mì. Đó là Khâu Ký. Bởi vì tiệm mì này là tổ nghiệp của ba. Một ngày nào đó nếu ba nhắm mắt xuôi tai thì giao cho con quản lý đó. Luật sư Giang à, anh, thật ra Khâu Ký không chỉ là tâm huyết của bác Khâu đâu, mà còn là tâm huyết của tôi nữa đó luật sư. Tôi thiệt tình mười mấy năm qua tôi bán thân bán mạng vì Khâu Ký đó luật sư Giang à. Người đàn bà đó tôi dám chắc sau khi cô ta lấy được Khâu Ký sẽ bao cháu được Khâu Ký bán đi đổi lấy tiền đó. Luật sư Giang à, tôi thật sự không thể để Khâu Ký bại trong tay người đàn bà đó đâu luật sư Giang ơi. Không phải là không có hy vọng. Tiệm mì Khâu Ký là tổ nghiệp của họ Khâu. Dẫu vậy, xưa nay dựa theo di huấn của tổ tiên, dẫu vậy, con trưởng cháu đích tồn kế nghiệp truyền con trai không truyền con gái. Dẫu vậy, nay tôi Khâu Diệu Hưng mà không có con mà cháu. Dẫu vậy, nếu trời, im lặng tôi qua chút đời, có được không? Nguyện truyền lại tổ nghiệp tiệm mì Khâu Ký cho con nuôi Khâu Thượng Tài kế thừa dâu chậm. Anh biết cái gì chứ? Tờ di chúc này là vốn liếng lớn nhất của chúng ta đó. Từ quy cách của nó cho tới chữ ký, cho tới mỗi một dấu chấm phẩy trình bày, hiệp sĩ mù đều cần phải biết hết sức rõ ràng. Cho dù có thể chứng minh được người đàn bà này chỉ vì tiền nên mới tiếp cận bắt Khâu, vậy thì sao chứ? Nè, đôi bên tình nguyện, bây giờ cô tức gì chứ? Hơn nữa, những chuyện già còn háo sắc này, nói thiệt, tôi cũng sợ sau này tôi và hiệp sĩ mù già cả cũng sơ ý sẽ làm vậy đó. Cô nói cũng đúng. Bây giờ tòa án chỉ coi ý nguyện cuối cùng của người mất. Nếu bác Khâu thực sự thay đổi ý định, di chúc cũng thành giấy dụng thôi. Hiệp sĩ mù à, sao lần này anh lại nhận một vụ không có phần thắng này chứ? Thì đó,
Mì của tiệm đó bán ngon lắm sao? Tôi chỉ muốn giữ lại một chút kỷ niệm mà thôi. Lúc đó khi tôi và Janis học đại học, thường tới ủng hộ tiệm mì này. Bác Khâu, chủ của tiệm đó, thương Janis lắm. Hãy gặp cổ, nếu không tặng thêm hai dĩa cải luộc thì tặng thêm chén canh. Tôi nhớ có một hôm trời mưa lớn lắm, Janis quên mang theo dù. Ông chủ liền cho cô mượn thêm cây dù. Giữ lại tiệm mì, tức là giữ lại kỷ niệm đó thôi. Janis là ai? Đừng hỏi. Ăn nói lùng tục. Sư phụ à, có người tìm anh. Eva. Sao hả? Tới tìm tôi hả? Nhưng mà tôi không rảnh cho lắm. Tôi đang đọc sách tiếng Anh. Hôm nay tôi thay mặt thân chủ của tôi, cô Triệu Gia Hy, tới gặp luật sư Văn đây thảo luận di sản của Khâu Diệu Hưng nên xử lý thế nào. Ông Công đúng là nhỏ thiệt đó, mới đó chúng ta lại gặp nhau. Thật ra thắng bại của vụ án này rất rõ ràng. Di chúc trong tay của thân chủ tôi chính là ý nguyện cuối cùng của bác Khâu. Hơn nữa còn có hai người làm chứng. Tôi tên Triệu Gia Hy, có một người bạn thân tên là bác Khâu. Ông rất thương tôi, coi tôi như con của ổng vậy. Tôi cũng coi ổng như ba mình, chăm sóc chuyện ăn uống đi lại của ổng. Bệnh thì đưa ổng đi khám bệnh, nhưng tuần trước do ổng bị tai nạn giao thông nên qua đời. Cô gái này phiền cô lấy cây viết giùm, lấy tờ giấy ghi lại vài chữ giùm tôi. Bác đừng suy nghĩ nhiều quá, có chuyện gì cái khác nói được không? Tôi Khâu Diệu Hưng, sau khi tôi chết, tất cả tài sản giao hết cho cổ Triệu Gia Hy. Cái mà thân chủ của cô giữ lại là di chúc bằng miệng. Dựa theo điều lệ di chúc của Hồng Kông, di chúc bằng miệng không có hiệu lực tuyệt đối đâu. Thông thường là như vậy, nhưng khi bác Khâu nói ý nguyện của ổng, tình hình nguy kịch vô cùng. Hơn nữa đó có người làm chứng có thể chứng minh. Ồ, tức là cô cũng đồng tình là có hy vọng sao? Tức là chúng ta không cần bàn chuyện qua giải ngoài tòa. Thân chủ của tôi nhất định phải lấy lại Khâu ký. Ồ, nếu như tiệm mì là giới hạn của chúng ta vậy thì chúng ta hãy gặp nhau tại tòa đi. San Diego à, thiệt tình trong ngày anh thì chết chắc rồi, kiếm đoạn phim cũng không kiếm được nữa, tự tìm cách vậy. Vậy nha chị Điên ơi, em đã hỏi hết tiệm bên kia rồi. Một là không có camera, hai là bị cảnh sát lấy hết về sở rồi. Bên tụi em cũng vậy. Bên tụi em cũng vậy. Vậy bây giờ chúng ta tính sao đây? Nè Minh Lùi, sao hả? Sao dần tráng tối đen y như là con hủ văn vậy? Thua hết rồi sao? Đừng nhắc nữa chị Điên, xui chết đi được. Trên đó có sòng hả? Em không biết, mắc quá. Em đi trước nha. Sao hả? Có phải tất cả mọi người đều có thể nhân viên trong người không? Đặt đi, nhanh lên, đặt đi. Đúng rồi, đặt đi. Đây, chào nha. Lúc nãy tôi gặp Minh Lười ở dưới nhà, nó kêu tôi lên đây. Tại sao vậy? Bởi vì nó nói ở đây có sòng bạc chơi sướng lắm. Đúng lúc tôi mới lừa được tiền của bà lão ở dưới nhà. Tiền nhiều quá, có tiền không có chỗ xài nè. Nhanh lên đi, nhanh lên đi, mở cửa ra. Cho tôi vào trong chơi đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi. Cảnh sát đây, cảnh sát. Cảnh sát làm việc. Trọng án tay Cửu Long, thanh tra Gia Bảo Thoa. Bây giờ nghi ngờ tất cả các người đánh bài trái phép, dựa sát vào tường. Dựa sát vào tường. Cảnh sát bộ ngon lắm. Dựa sát vào tường. Nam trái nữ phải, coi phim cũng biết rồi đúng không? Mau chia ra đi. Tự nhiên, mau lên đi. Quăng ba lời thề thẻ nhân viên. Họ không phải là cảnh sát. Nè. Nè, bỏ xuống cái chuyện đó. Đánh ngực của tôi hả? Chị Điên, cứu em. Thả vô vô của tôi ra. Cô nói thả thì thả hả? Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Đại ca, làm gì vậy? Ai nấy đều đứng yên hết trơn vậy? Hẹn hò sao? Chị Điên, dạo này chú gà bay sao rồi? Chú là Richard.
Richard, chú Richard, ba tôi thường nhắc tới chú lắm. Ba nói chú là tinh anh trong cách tinh anh. Tôi biết chú. À đúng rồi, à không, à, tôi muốn nhờ chú giúp một chuyện. Bác à, tôi lặp lại một lần nữa. Tôi, Khâu Diệu Hưng, sau khi tôi chết, giao hết toàn bộ tài sản của tôi cho cô Triệu Gia Hy. Có đúng không? Đúng. Bà Thoa và nhân viên của cổ đã ký tên vào nhật ký công tác. Tình trạng của bác Khâu đó có tỉnh táo hay không? Hình như càng lúc càng thấy không ổn. Bác lại lần nữa đi. Bác à, tôi lặp lại một lần nữa. Tôi, Khâu Diệu Hưng, sau khi tôi chết, giao hết toàn bộ tài sản của tôi cho cô Triệu Gia Hy. Có đúng không? Đúng. Hôm nay nhân chứng đã ghi chép lại lời nói của Khâu Diệu Hưng, sau đó lặp lại một lần nữa với ông ta về nội dung của di chúc. Có phải vậy không? Đúng vậy. Tình hình vào lúc đó tin chắc mọi người có thể nhìn thấy ở trong đoạn phim. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ lưỡng hơn nữa, thật ra Khâu Diệu Hưng còn có chuyện muốn nói. Tôi biết trong đoạn phim này âm thanh có hơi kém, cho nên tôi đã nhờ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp phóng đại giọng nói ở trong phim lớn hơn nữa. Giao hết toàn bộ tài sản của tôi cho cô Triệu Gia Hy. Có đúng không? Đúng. Tôi Nhân chứng, lúc đó Khâu Diệu Hưng đang nói gì? Tôi không rõ lắm. Lúc đó ông rất yếu, không thể nói chuyện được. Ở tình trạng lúc đó có khi nào muốn nói tôi nghe không rõ hay là tôi không đồng ý với nội dung di chúc không? Tôi không biết, nhưng khi ông ta kêu tôi ghi lại lời nói của ông ta, có lẽ ông ta biết. Có lẽ, tức là cô không chắc chắn rồi. À, phải. Thưa quý tòa,